hi xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cùng nhau kiếm tiền cũng gần cuối năm rồi nhé và hôm nay thì mình uh, sẽ rút tiền từ những cái kèo miễn phí mà mình đã làm gần đây uh, cái kèo đầu tiên đó là Willcast uh. thì cái kèo này á uh, thì mình uh, đã kiếm được là một ít cái đồng ohgt bằng việc là mình khai thác ở trên đây ha uh. hàng ngày thì chúng ta cứ 24 tiếng vào chúng ta nhấn cho nó đào một lần ha uh. mình đào ở trên đây thì được 1 triệu ba đồng là uh, đồng Gold bây giờ thì mình sẽ đi rút tiền về ha uh. Nếu bạn nào chưa có tài khoản ở trên cái Wheelcard này thì các bạn nhớ xem ở phần mô tả video ha. Mình có để cái đường link cho các bạn bấm tải về và chúng ta đăng ký bằng Gmail để chúng ta khai thác cái đồng Wheelcard này nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại bên ví nè. Và ở đây á, thì mình sẽ đổi từ 1 triệu cái đồng Gold này ha. Sang là 1 triệu đồng là UHGT. Mình sẽ chọn vô trong cái phần là một chuyển đổi ở đây. Và ở đây thì mình sẽ nhập vào cái số lượng lớn nhất để đổi ha và mình nhấn vào trong cái chữ này để mà mình sẽ đổi thì hiện tại khi mà bạn bấm đổi đúng không thì nó sẽ chưa có đổi liền cho các bạn đâu mà cần ít nhất khoảng tầm đâu vài tiếng thì sau đó thì nó sẽ đổi sang cái một triệu đồng gold này sang là một triệu đồng là UHGT sau khi mà nó nhảy xuống phía dưới này á thì các bạn có thể là rút về trên ví hoặc là về trên sàn ha như ở dưới của mình thì đang có là 23 triệu 800 đồng gold từ lúc đào đến bây giờ đấy rồi mình chọn vào trong cái phần là swap transfer nè. Ở phần này thì các bạn sẽ đổi từ là đồng UHT này sang là VD ha. Thì với cái số lượng ở trên thì mình đổi được là 47.6 đô. Mình chọn vào swap ha. Rồi, bây giờ thì mình đang có là 47.6 đô ha. Và mình chọn xuống phía dưới này để rút tiền. Đây các bạn thấy là có cái cổng rút tiền ha. Mình chọn vào quick down nè. Nó sẽ cập nhật ra cái số dư của mình đang có là 47.6 đô ha. Và đây thì mạng lưới rút là Binance ha. Rồi ở đây là địa chỉ ví thì mình sử dụng trên cái sàn Bybit ha. Với sàn Bybit thì nó có rất là nhiều cái chương trình kiếm tiền miễn phí và cũng có trả phí nữa. Thì các bạn cứ tạo cái tài khoản ở sàn Bybit đi. Trong những video gần tới thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để kiếm được tiền ở trên sàn Bybit này ha với những cái kèo rất là ngon. Gần tới đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái kèo mua IDO của một cái dự án cũng khoảng tầm 5 ngày nữa thì nó sẽ bắt đầu khởi chạy. Và với cái kèo đó thì mình nghĩ rằng các bạn nếu mà mua trúng được cái vé đó thì có lẽ các bạn sẽ có được một cái Tết rất là ấm no ha. À, số tiền bỏ ra mua cái đồng coi đó và nó sẽ ít lên khoảng tầm từ 10 đến 20. Thì cái cái đó thì sẽ nằm trong một cái video khác. Bây giờ thì cái vấn đề của các bạn nếu mà chưa có tài sản ở trên, tài khoản ở trên sàn Bybit á thì các bạn sẽ vào và đăng ký một cái tài khoản ở sàn Bybit á để chúng ta sẽ bắt đầu kiếm tiền với sàn này. Bây giờ mình sẽ rút tiền từ cái app là Willcat này về trên cái sàn Bybit ha. Mình chọn vào trong phần tài tài sản nè. Rồi chọn vào trong phần nạp tiền ha. Ở phần nạp tiền á thì các bạn sẽ chọn cái cái đồng coi có tên đó là BUSD ha. Rồi, ở đây thì bạn sẽ thấy nó tự động chọn mạng lưới cho bạn luôn là cái BSC BEP20 ha. Nó có ERC20 nữa nhưng mà phí rất là cao, chúng ta nên chọn BSC BEP20 ha. Ở đây thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví nè để chúng ta quay trở lại bên cái cái app là view ha và chúng ta sẽ dán cái địa chỉ ví vào trong đây ở đây thì à, chúng ta sẽ bấm vào chữ send code này thì nó sẽ gửi về trong cái địa chỉ email của các bạn á một cái code và chúng ta nhập vào trong đây mới rút được tiền ha mình bấm vào send code rồi bây giờ mình sẽ vào trong mail để mình lấy cái code Ok thì trong mail của mình đó nó đã có một code ha. Đây là mình rút đi 47.6 đô về trên cái địa chỉ ví này mình sẽ sao chép cái code này ha và mình sẽ dán lại bên cái chỗ nó yêu cầu ở đây giờ mình nhấn vào chữ là withdraw này ha rồi như vậy là mình đã rút tiền rồi đấy và đợi khoảng tầm đâu à, từ 24 đến 48 giờ thì cái quá trình rút tiền này nó sẽ duyệt cho mình ha và tiền nó sẽ về trên tài khoản Bybit của mình đó là một cách để cho các bạn có thể kiếm tiền á cái này thì à, lâu dài ha với ứng dụng Willcash này á, thì chúng ta chơi lâu dài hàng ngày thì các bạn cứ vào trong đây và chúng ta đào khai thác ha. Ngoài ra thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình đó để các bạn sẽ nhận được thêm là 200 đồng Gold ha đó các bạn chia sẻ cho bạn bè của mình thì chúng ta sẽ nhận được là 8% trăm cái thu nhập từ việc là họ khai thác cái đồng Gold này Ok bây giờ mình sẽ đến cái app thứ hai app này là cũng miễn phí luôn và nó cũng rất cần thiết cho chúng ta trong đời sống hàng ngày à, mình cũng không cần phải làm gì hết các bạn nhớ cần cài app vô và sau đó thì chúng ta cứ bỏ trong túi quần và các bạn cứ đi bộ hàng ngày Coi như là cái quá trình các bạn đi bộ thì nó sẽ tự động sinh ra tiền ấy. Và trong ví này của mình thì mình đang có là khoảng tầm đâu 493 đồng là switch ha 493 đồng switch Bây giờ thì mình cũng sẽ tiến hành rút 493 đồng switch này về trên sàn Bybit luôn Và các bạn nếu mà chưa tải cái ứng dụng đi bộ switch á Switch coin này đấy thì các bạn tải về ha và mình có riêng một cái video hướng dẫn cho các bạn cách chơi cái ứng dụng đi bộ switch này ha để làm sao chúng ta cài đặt cái app và chúng ta sẽ cái ví để tiền nó từ ở bên cái ứng dụng đi đi bộ này nè nó sẽ chạy về bên cái ví ha tại vì đây là cái app sức khỏe và nó sẽ tính bước chân hàng ngày cho các bạn và thông qua đây thì nó sẽ trả tiền cho các bạn ấy ở đây thì hàng ngày mình đi bộ nè thì bạn cũng nhìn thấy hàng ngày mình đi bộ thì nó sẽ cộng cái số cái đồng uh, switch vào trong ví cho mình đấy đây mình đi bộ cũng rất là đều ha đây là trong của tháng tháng 1 còn trước đó là của tháng 12 nè hầu như là mình đi ngày nào nó cũng cộng hết á không ít thì nhiều ha mỗi ngày thì không chấm mấy không chấm mấy các bạn cứ đi và để lâu lâu khoảng tầm năm sau các bạn quay trở lại các bạn rút tiền không sao hết ra, bây giờ thì cái này của mình thì mình đi cũng cả cả năm mà bây giờ thì mình sẽ sẽ đi vào và rút tiền ha mình chọn vào transfer nè à lưới à, nhiều bạn nói là đi cả năm rồi mình chưa thấy có được tiền À, cái này thì mình không phải đi một máy đâu, mình đi tới ba máy là ha. và lúc nãy mình mới vừa nhận tiền từ những cái tài khoản khác chuyển về trên đây để mình vào trong cái phần là nhận tiền cho các bạn xem ha. lúc nãy mình mới vừa nhận được mấy mấy lệnh từ ở bên kia. đây thì lúc nãy mình chuyển từ những cái tài khoản ở bên kia về trên đây chứ không phải chỉ đi có một cái máy này không ha. À, ở nhà mình đó thì có nhiều người nên là cứ mỗi một thành viên như vậy á, mình đều cài ứng dụng này vào trong máy của họ và như vậy họ đi á thì cuối sau khi mà tổng kết nhiều nhiều xíu á thì mình rút ha thì mình rút từ những cái máy đó về chung một máy và mình đẩy lên trên sàn chứ không phải một mình mình đi đâu một mình đi thì chắc đi không nổi đâu ha rồi mình chọn vào sen nè và bây giờ thì vào trong phần ví ha ở đây thì nhập à, địa chỉ ví của sàn Bybit mình sẽ quay trở lại sàn Bybit ha và mình sẽ chọn vào trong cái phần nạp tiền tiếp nè ở đây thì mình sẽ gõ cái đồng coi có tên đó là switch ha switch đây nó là cái đồng này. Và các bạn nhớ là lựa chọn cái mạng lưới ha. Chúng ta lựa chọn mạng lưới là mạng NIA ha. Đừng có chọn cái mạng RC mua phí rất là cao. Rồi cái tiếp đó các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví này ha. Chúng ta quay trở lại bên cái ví là Switch Wallet nè. Và chúng ta dán vào trong đây. Rồi, chúng ta tìm kiếm cái địa chỉ ví này. Vậy thì địa chỉ ví này nó có tồn tại ha. Và nó nằm ở trên mạng lưới của NIA ha. Mình bấm vào Continue nè. Ở đây thì mình sẽ rút về là 493.54 đồng suối ha. Bấm vào. Rồi kéo cái này qua. Đây là cái ví của cái dự án là đi bộ ha. Đi bộ kiếm tiền. Rồi ok như vậy là mình đã rút thành công đó. Bây giờ trong ví của mình nó còn không. À, đó là những cái ứng dụng mà miễn phí mà mình đã chơi và đang kiếm tiền á. Bây giờ cũng dịp cuối năm rồi. Nên là mình rút tiền về ha để ăn Tết đó thì hàng ngày các bạn cài cái ứng dụng đi bộ này vào và chúng ta đi bộ cứ tính bước chân á, nó sẽ trả về chúng ta cũng không cần quan tâm đến là mỗi ngày các bạn đi được bao nhiêu bước chân rồi kiếm được bao nhiêu tiền tự nhiên một thời gian sau các bạn sẽ thấy là các bạn có tiền ở trong đây rồi chúng ta rút tiền thôi cũng giống như việc là chúng ta khai thác cái đồng gold như vậy á cứ hàng ngày vào chúng ta cứ bấm cho nó khai thác một lần ha ở đây là bạn thấy là mình khai thác mỗi ngày mình khai thác được là 33.000 đồng gold ha và mình đã khai thác được hơn một triệu ba đồng gold rồi đó. và sau khi khai thác xong thì chúng ta có thể rút tiền ha rút tiền thì quá trình này nó sẽ duyệt khoảng tầm đâu từ là một ngày đến 2 ngày cũng không sao miễn phí mà và hai ứng dụng này hai cái app này là uy tín một phần trăm nên anh em yên tâm là nó không có scam đâu cái vấn đề là làm sao để anh em có thể kiếm được nhiều tiền ở trên đây mới là vấn đề quan trọng ha rồi mình đợi xíu nữa thì tiền nó về trên ví này thì mình sẽ review tiếp ok như vậy là cái số tiền lúc nãy mình rút thì nó cũng đã về rồi ha À, mình rút về là 493 54 ha. Trước đó thì mình test rút thử là một uh, switch từ trên cái ví là switch wallet á về trên sàn xem coi nó có ổn hay không. Sau đó thì mình thấy ổn rồi mình rút hết luôn. Như vậy thì cái quá trình uh, rút tiền thì nó cũng đã rất là ok ha. Bây giờ thì khi mà nó nó về trên uh, sàn rồi đúng không? Thì chúng ta có thể là bán và chúng ta sẽ lấy tiền ra ha. Chúng ta uh, chúng ta bây giờ đã có được cái đồng switch nè thì các bạn có thể là đi vào và chúng ta sẽ à uh, trai chúng ta sẽ bán từ cái đồng là Switch sang cái đồng là DT ha. Đây. Thì bán cũng đơn giản thôi. Các bạn có cái số lượng rồi thì chúng ta vào trong ha. Đây, chúng ta chọn cái giá màu xanh nè. Rồi chúng ta chọn mình sell bên đây ha, chọn giá màu xanh, chọn sell. Rồi chúng ta gạt cái hết này qua. Thì bán với số lượng đó thì lấy được là 5 đô 7 ha. Đó thì mình cũng chưa muốn bán nữa để cho giá nó lên ha. Giá này thì khá là thấp. Mình thấy là cái đồ thị của nó. Phải lên được 0.1 thì bán. Ha. Bây giờ cũng chưa cần gấp đâu. Rồi bây giờ quay trở lại nè Hôm trước thì cũng có Chia sẻ cho bạn về một cái Dự án app kiếm tiền Nghe nhạc kiếm tiền nha à, ha Thì trong video này thì mình nói là có Tặng cho ba bạn may mắn Mỗi bạn đó là 100 Sono token ha Để mà mua 10 bài hát Và cái việc mua 10, 10 bài hát này nó có tác dụng gì Ok bây giờ thì mình sẽ mở lại trên cái Tài khoản Sonorot của mình ha Ở đây thì mình cũng mua cũng khá là nhiều bài hát rồi và cái phần thu nhập hàng ngày của mình á nó về cũng đều đều ha mỗi ngày thì tầm là từ 1 đến 4 đô đó như hôm nay á thì mình về được khoảng là hai đô máy á hai đô máy ha thì bây giờ mình sẽ rút cái uh, 235 Sono này ra bin B ha rút cái này thì ra được là 0.009 ha thì tưởng là khoảng tầm là hơn uh, hơn 2.5 đô đó thì với cái cái app này á app nghe nhạc này á thì các bạn nào mà chưa có tài khoản uh, trên đây á À, thì các bạn nhớ là tạo tài khoản ha. bây giờ thì mình sẽ quay à, ra ra đơn ngẫu nhiên và tìm ra ba bạn mỗi bạn thì mình sẽ tặng cho 100 solo thì 100 solo đó thì sẽ tương ứng là khoảng là một đô ha à, và các bạn có thể đi vào và các bạn sẽ mua khoảng tầm 10 bài hát ha. thì việc các bạn mua 10 bài hát này thì nó cũng sẽ là sao à, sinh ra cái nốt nhạc cho các bạn ha. giống như mình đó mình mua những bài hát này thì nó sinh ra cái nốt nhạc cho mình phía dưới nè Đây là những bài hát mà sinh ra cái nốt nhạc ha. Và bây giờ thì mình à, lấy cái đó mình rút về ha. Bây giờ thì mình à, rút tiền về cho các bạn xem luôn. Để nhiều người nói thì à, cái này không rút được tiền. Ví mình đang có là 0.0047 ha. Mình chọn vào rút tiền nè. Chọn vào claim BNB ha. Nên đây là cái app mà cho các bạn kiếm tiền nhưng mà sẽ kiếm BNB ha. Rất thích hợp với những bạn nào mà đang cần BNB để làm phí ra để làm những cái chương trình airdrop khác ha. Đây, cái này thì à, rất ok rồi mình sẽ rút đi là 235 thôi rút đi 230 thôi à, bỏ cái số lẻ phía sau đi rồi mình nhấn vào claim ha và đây bấm vào trong phần ví metamask nè thì các bạn sẽ thấy nó chạy về ngay luôn 47 đúng không đó 47 ha rồi đây nó chuyển ra ha. bây giờ thì mình lót lại cái ví ha nó lại ví là thấy tiền nó về thôi bạn thấy không à, 3.88 đô ha vậy thì với cái này thì kiếm BNB khá là đơn giản ha bạn nào mà không biết cách uh, chơi cái app này á thì các bạn nhớ là vào trong cái channel của mình ha ở đây thì mình có hướng dẫn cho bạn cách làm sao để nhận được là 100 cái Sono token đó đây có cái video riêng ha hướng dẫn nhận 100 Sono token nào rồi kế tiếp nữa sẽ có cái video hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái ví MetaMask ha để mà chúng ta liên kết với lại cái app Sono token này đó app Sono Root ha và chúng ta có thể là nạp rút BNB về trên cái ví MetaMask này cái thứ hai, nếu mà các bạn sau khi mà chúng ta kiếm được cái nốt nhạc ở đấy, các bạn muốn rút thì các bạn sẽ rút ra ví meta rồi đúng không? Còn nếu không muốn rút thì chúng ta có thể là tái đầu tư để mua thêm những cái bài hát mới để làm phong phú và đa dạng hơn và chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, đó là có ba video này ha. Để cho các bạn gọi là sao? Dễ dàng làm ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi quay random ha. Nói nãy giờ thì cũng rất là lâu rồi. Mình sẽ lấy cái đường link của cái video này và tìm ra ba bạn nha. Và ba bạn này liên hệ lại với mình để nhận 100 cái nốt nhạc ha. Còn nếu mà các bạn nào mà chưa có tài khoản ấy thì nhớ là tạo cái tài khoản đi. Tại vì trong cái video này thì sau khi làm xong thì mình cũng sẽ có một cái mini game đó là tặng cho ba bạn mỗi bạn 100 cái nốt nhạc tiếp theo ở trong cái ứng dụng uh, nghe nhạc kiếm tiền đó là Soundrops nha. À, mình sẽ sử dụng cái trang này để quay ha. Dán nè. Và chúng ta tìm ra thử coi hiện tại thì có bao nhiêu lượt bình luận ha có 39 lượt bình luận ha và mình sẽ tìm ra cái người đầu tiên coi thành lê ha một bạn ha và chúng ta tìm ra người thứ hai à, viết phan ha và người thứ ba hoài lê ha rồi như vậy thì ba bạn này nha ba bạn này liên hệ với mình để nhận được cái 100 cái nốt nhạc này ha và nếu mà sau này cái video này á mà bạn nào mà cũng bình luận để lại thì mình cũng sẽ làm như thế này và cũng sẽ tặng cho các bạn đó là 100 cái nốt nhạc để mà các bạn sẽ đi mua 10 cái bài hát nha tặng 100 nốt nhạc để đi mua 10 bài hát và từ 10 cái bài hát này á thì các bạn sẽ sao sẽ sinh ra những cái nốt nhạc khác nữa và cho các bạn kiếm pin miễn phí á. với cái này thì rất là tuyệt vời rồi bạn nào nghiên cứu về Sonoros thì thấy khá là ổn đúng không rồi như vậy thì trong cái video này thì mình cũng đã đáp ứng cho các bạn những cái tiêu chí đó là những cái ứng dụng kiếm tiền miễn phí á. Và bây giờ cái chương trình mini game nó cũng đã quay trở lại rồi. À, với những cái video mà mình lên gần đây á thì những cái video nào mình mình được chỉ định á, chỉ định mà có mini game á thì mình sẽ làm á và sẽ quay và trả thưởng cho các bạn nha. Nhưng cái video này thì sẽ có mini game nha. Mini game cũng tặng cho ba bạn. Mỗi bạn sẽ là 100 cái nốt nhạc khác Với điều kiện là các bạn phải có tài khoản ở trên Sonorus thì mình mới tặng được nha, còn không có là không có tặng được đâu ok video này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn với những cái kèo kiếm tiền lần sau xin chào